tức là trầm luân đau khổ trong ba đường ác là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Đó là nói cái mai sau. Hiện tại giữ cho chúng ta được ở một vị trí làm một con người tốt, con người lương thiện ở trần gian hiện tại. Như vậy thì trong đạo Phật, bước đầu quý Phật tử đến với đạo Phật là để dừng lại, không cho mình phải rơi vào đường khổ. Mà đường khổ đó trong nhà Phật gọi là đường khổ vô cùng. Cho nên nói là cái khổ của địa ngục, cái khổ của ngạ quỷ và cái khổ của súc sanh. Sau khi chặn đứng được cái điều đó rồi thì Đức Phật dạy chúng ta phải tiến lên con đường an vui đẹp đẽ cho hiện tại, kể cả mai sau. Như vậy thì chặn đứng không cho chúng ta rơi vào chỗ đau khổ là điểm thứ nhất, chỉ dẫn chúng ta tiến lên con đường an vui tự tại. Đó là cái điểm thứ hai. Điểm thứ ba là chỉ cho chúng ta một lối đi để mãi mãi không còn bị tiếp tục trong con đường luân hồi sinh tử nữa. Đó là cái điểm thứ ba. Như vậy thì ba cái trọng điểm này, từ cái dứt khổ trong đường ác rồi tiến lên con đường lành an vui, và cuối cùng đưa chúng ta đến giải thoát sinh tử, đó là cái gốc của đạo Phật. Như vậy thì không người Phật tử nào tu mà không nắm vững ba cái điểm đó. Nhưng giờ điểm thứ nhất là làm sao để chặn đứng không cho chúng ta rơi vào ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, giữ chúng ta ở vị trí tốt, vị trí an lành của kiếp người. Đó là cái gì, làm sao? Quý Phật tử ai cũng biết, muốn vào đạo Phật thì tất cả Phật tử phải phát nguyện quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới, phải không? Quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới. Như vậy thì thọ trì ngũ giới để làm gì? Ngũ giới là không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu mạnh, uống say, và không hút ở tiệm xì ke ma túy. Đó là năm cái điều mà gọi là Phật răn cấm. Nghe như vậy thì quý vị tưởng bước vào đạo Phật có cái gì ràng buộc, có cái gì khó khăn bắt mình phải giữ? Như sự thật, bởi vì trong nhà Phật luôn luôn dạy rằng giới là cái gì? Giới là sự răn cấm. Và răn cấm cái thế nào? Như chúng ta đi trên đường thấy những chỗ nguy hiểm thì có cái rào chắn. Rào chắn không cho chúng ta phải rơi xuống hố, không cho chúng ta lọt vào những cái chỗ hiểm nguy. Thì cái rào chắn đó là ngăn chặn. Cho nên trong nhà Phật thường giải thích giới luật là cái hàng rào chặn đứng
không để cho chúng ta phải rơi, phải xa vào hầm hố tội lỗi. Mà nếu không rơi vào hầm hố tội lỗi thì chúng ta sẽ được bình an. Mà hầm hố tội lỗi đó là cái nơi để rơi vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Như vậy thì quý vị nghĩ, nếu chúng ta là cái kẻ giết người là sát sanh, thì chúng ta là sống trong cõi đời này được bình an không? Tự nhiên đó là hiện tại chúng ta sẽ bất an vì cái tội lỗi chúng ta làm. Không phải chỉ bất an ngay trong cuộc sống hiện tại, mà ngày mai kia chúng ta còn phải rơi vào địa ngục. Vì sao vậy? Vì đó là cái tội ác nặng nề. Bởi vì ai ở đời mà không quý trọng mạng sống của mình? Mình biết quý trọng mạng sống của mình mà mình sát phạt, mình tiêu diệt mạng sống của người, thì chúng ta là người thế nào? Là người độc ác. Mà đã là người độc ác, làm cho người ta phải chết, làm cho người ta phải khổ, thì cái quả mình lãnh cũng phải chịu khổ. Đó là cái nhân địa ngục. Cho nên Phật cấm không được giết người. Đó là cái rào chặn. Bước vào đạo Phật phải giữ cái điều đó. Giữ đó không phải giữ cho Phật, cũng không phải giữ cho chư tăng chư ni, mà chính là giữ cho mình. Dừng lại, không có tạo tội lỗi. Không tội lỗi thì khỏi đau khổ. Đó là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai, không được trộm cướp. Thì quý vị thấy giết người là đau khổ cho người đành rồi, thì trộm cướp của người có đau khổ hay không? Người mất của có khổ không? Chắc không ai mà vui được khi bị mất mát tài sản của họ. Như vậy thì tài sản thế gian thì gọi là mạch sống của con người, mà làm chặn đứng hay là cắt đứt mạch sống của người, đó là một tội lỗi gần với cái tội sát sanh. Cho nên được Phật, đó là cái bước thứ hai mà chúng ta sẽ làm cho người khác khổ đau. Mà làm cho người ta khổ đau thì tự bản thân mình phải chịu cái quả khổ đau, không nghi ngờ gì hết. Đó là cái rào chặn dừng lại, không cho chúng ta rơi xuống cái hố tội lỗi, là cái phần thứ hai. Và phần thứ ba là cái tội tà dâm. Tại sao Phật cấm tà dâm? Bởi vì trong đạo Phật là cái đạo muốn đem lại an vui, hạnh phúc cho mọi người. Và muốn được an vui, hạnh phúc không gì hơn là đừng làm kẻ khác phải khổ đau vì mình. Mà nếu trong một gia đình người chồng hoặc người vợ mà ngoại tình với kẻ khác thì gia đình sẽ còn vui hơn, còn hạnh phúc hơn. Mà nếu mình là cái người tạo cho gia đình mất hạnh phúc, mình chẳng những mất hạnh phúc của vợ chồng mà còn gây đau khổ cho con cái nữa. Như vậy thì bản thân mình làm cho gia đình tan nát, làm cho con cái khổ đau, có phải là tội lỗi không? Vì cái tâm tư riêng của mình mà làm cho người gần mình phải đau khổ, phải nhiều điều đau đớn, rồi gia đình phải chia ly, thì đó là cái gốc của đau khổ. Cho nên Phật cấm không được tà dâm, tức là sau khi đã
có gia đình, có đôi bạn rồi, không được ngoại tình với người khác, đó là cái lỗi thứ ba. Thứ tư là không được nói dối. Cái điều này có nhiều Phật tử khó giữ mà. Thì ở trong xã hội, nhất là những người thương mại mà biểu nó thiệt thà quá chắc không có cơm ăn, phải không? À, thì cứ nghĩ là nói dối là một cái điều rất khó giữ. Nhưng mà quý Phật tử đừng có làm mình nói dối để rồi mình được lợi, không bằng mình nói thiệt mà mình ít lợi. Bởi vì sao? Bởi vì ở trong thế gian này, chúng ta thấy nếu sống chung quanh mình ai cũng nói những cái lời dối trá thì quý Phật tử thấy mình có còn vui không? Mình còn tin được ai không? Bởi vì nếu sống mà không tin nhau thì trong cuộc đời này chắc không còn gì là vui nữa. Mà không tin thì tự nhiên sẽ là nghi ngờ, mà nghi ngờ thì tức là hết thương hết mến. Như vậy thì nếu mọi người mà không chịu giữ cái lời nói thật thà, nghe thẳng mà nói dối trá lường gạt nhau thì cái xã hội sẽ đi tới đâu? Như vậy thì vô tình mà chúng ta sống trong cái xã hội này trở thành như sống giữa sa mạc, không còn tin tưởng ai hết. Mà không tin tưởng thì không còn là bạn, không còn là thân tình. Như vậy chính cái nói dối là cái gốc làm cho mất lòng tin nhau. Mất lòng tin nhau thì không còn mến thương, và không mến thương thì cái xã hội nó sao? Trở thành ra lạc lẽo. Mà mình ở giữa mọi người mà mình không tin ai hết thì có phải như mình đứng ở ngoài sa mạc không? Cho nên cái nói dối mới nghe thì dường như nó nhẹ, mà sự thật nó tạo cho chúng ta một cái lỗi lầm lớn lao, làm mọi người mất lòng tin. Mà mất lòng tin rồi thì chúng ta là cái người bị xã hội ruồng bỏ. Như vậy thì chúng ta chỉ muốn được cái lợi nhỏ tạm bợ mà sẽ mất cái lợi lớn là mọi người chung quanh không tin mình nữa. Mà sống ở cõi đời này mà nếu không tin nhau thì quý vị nghĩ cái quả nó sẽ ra sao? Đó là cái điều hết sức là quan trọng. Cho nên Phật cấm không được dối trá. Nhưng mà lâu nay người ta cứ nghĩ Phật cấm nói dối là tất cả cái gì thế nào thì nói thế ấy, chứ không được nói khác. Nói khác là nói dối. Cho nên trong đó giải thích không thấy nói thấy, không biết nói biết, hay là thấy nói không thấy, biết nói không biết, vân vân, đó là nói dối. Như vậy thì chúng ta phải giữ hoàn toàn không có nói dối, hay là chúng ta nói dối ở trường hợp này mà không nói dối ở trường hợp kia. Đó là cái điều tôi muốn nêu lên cho quý Phật tử biết rõ. Bởi vì Phật cấm nói dối với cái lòng tham lam xảo quyệt cầu lợi mình hại người thì cái đó phải bị tội. Còn nói dối với cái lòng từ bi thương người cứu vật thì không bị tội. Tôi nói ví dụ cái nhà chúng ta ở gần ven rừng, có những người đi săn gặp thỏ hay là chồn đuổi theo cái nó chui vào nhà mình, thấy rõ ràng nó đang nằm trong cái hốc vách nào đó,
mà người thợ săn rồi đuổi tới, thấy con thỏ nó chạy vô nhà ăn cơm, thì mình nói sao? Nếu mình nói không thì nó chối rồi, thấy mình nói không thấy, phải không? Rồi mình cứ cố chấp như vậy, nếu mình nói không là mình nói dối, giờ mình không có được quyền nói dối thì phải sao? Nó thấy mà ở đâu nó chỉ ảnh, thì như vậy là mình cứu thở là giết thở. Đó, như vậy thì trường hợp đó chúng ta nói dối không có tội. Vì thương con thỏ sắp bị giết mà chúng ta nói dối, thấy nói không thấy. Như vậy thì trường hợp vì cứu người, cứu vật, nói dối không tội. Như vậy thì cái trọng tâm hành tội nó không phải tại nói dối, mà tại cái lòng tham, tại cái xảo quyệt của mình muốn hại người lợi mình. Còn nếu vì thương người, thương vật mà nói dối thì không phạm. Kiểu như vậy thì chúng ta mới linh động, chứ đừng có hiểu lầm cái nhắc về cái này. Tôi đã thọ giới Phật rồi, tôi không có dám nói dối. Rồi những chuyện như trường hợp tôi ví dụ đó, rồi cứ nói thật là vô tình mình lại chỉ người ta giết hại, đó là cái điều không có. Như vậy thì quý vị thấy, nếu vì lợi mình dối gạt người và nói những cái lời tàn ác hung dữ để cho người đau khổ, thì cái đó là phạm tội nói dối. Như vậy thì cái tội nói dối đó là cái tội đem lại cái kết quả là cho mình một cái cô đơn, không ai tin tưởng mình nữa. Mà không tin tưởng thì mất tình bộ bạn, mất cái tình xóm giềng, mất cái tình đồng bào hết. Cho nên giữ giới nói dối là để chúng ta cùng sống, cùng vui, tin tưởng với nhau. Đó là cái giới thứ tư. Đến cái giới thứ năm thì quý vị nghe nói không được uống rượu. Thì có nhiều vị giảng kỹ là dù một nhỏ rượu cũng không được thấm vào môi, nghe thì luật lệ quá, khắt khe quá. Sự thật không được uống rượu là những thứ rượu mạnh, uống vô nó có hại cơ thể. Không được uống sai, nếu rượu nhẹ thì cũng không được uống nhiều để sai, vì một khi sai rượu rồi thì con người đó sẽ mất những cái gì? Cái trí khôn ngoan của mình lúc say rượu nó còn không? Lúc đó mình giống như là kẻ khờ, kẻ dại, không còn khôn ngoan. Những điều không đáng nói cũng nói, những việc không nên làm vẫn làm. Cho nên Phật nó uống rượu là cái nhân làm cho mình mất trí tuệ. Mà mất trí tuệ thì việc ác nào cũng dám làm hết. Cho nên có những người say rượu, đến kể cả cha mẹ họ cũng không có nể. Như vậy thì đó là cái tội lỗi rất lớn. Cho nên Phật cấm không được uống rượu mạnh, uống sai. Ngày xưa thì chưa có ác phiệu thì kêu ma túy, nhưng mà ngày nay thì ba cái thứ đó nó có nguy hiểm bằng rượu không? Còn hơn rượu nữa. Cho nên chúng ta phải giữ thêm cho nó đủ, đừng để cho đời mình, con cái mình nó rơi vào những cái chỗ đau khổ. Đau khổ cho nó, đau khổ cho chung quanh, trong gia đình và xã hội. Cho nên phải ngưng không cho làm ba điều đó. Như vậy thì quý Phật tử kiểm lại trong năm điều Phật răn cấm, có phải là chặn đứng cái tội lỗi của chúng ta hay không? Thì nếu ai tha hồ làm năm điều đó thì có phải là cái nhân
xuống địa ngục hay không. Cái vậy thì vì thương muốn cho cái người bước chân vào đạo ngang đây dừng lại, không còn rơi trong đường khổ nữa đó. Cho nên Phật bảo phải giữ năm giới, đó là ngũ giới cấm đó. Giữ năm giới, giữ đó là giữ cho mình, đó là tu. Tu chặn thứ nhất để chúng ta khỏi rơi vào đường khổ, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Như vậy bước vào đạo Phật là quý vị thấy Phật cứu, Phật chặn lại, không cho chúng ta rơi xuống cái hố sâu của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thì như vậy có phải là cứu khổ cho chúng ta chưa? Phật cứu khổ mà người ta không thấy thì tưởng như Phật khó, vô đạo Phật thì bắt phải thế này thế nọ. Nhưng mà chính vì chúng ta không biết cái gì là nhân của đau khổ, vì vậy mà cứ tạo, mà đã tạo thì làm sao cái quả đau khổ không đến được. Vì vậy mà Phật chặn lại. Bước đầu khi thành là một Phật tử thì chúng ta phải ít nhất là phải dừng, đừng rơi vào tội lỗi đó. Bây giờ nhìn lại trong cái xã hội hiện tại chúng ta, nếu người nào mà phạm một trong năm điều đó thì quý vị thấy có phải là cái người lương thiện không? Chỉ một thôi chứ đừng nói đúng không. Giả sử người nào mà nói năng xảo trá, dối gạt người thì quý vị thấy người đó đáng tin cậy không? Chưa có xứng đáng là một người tốt. Mà Phật tử thì không có quyền làm một kẻ xấu xa. Cho nên năm điều đó là năm điều gốc để chúng ta thành một con người tốt ngay trong hiện tại. Rồi chẳng những ngay trong hiện tại mà kể cả vị lai chúng ta cũng tránh luôn được cái đau khổ đó. Như vậy thì bước vào đạo Phật là chúng ta đã dừng, không còn rơi trong đường nguy hiểm là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Như vậy thì giữ năm giới rồi thì chúng ta không rơi cái ba đường ác, trong nhà Phật gọi là luật đạo luân hồi đó. Xấu nhất là địa ngục, kế đó là ngạ quỷ, là quỷ đói, kế nữa là súc sanh. Hai cái loài kia chúng ta không thấy, nhưng loài súc sanh thì chúng ta thấy rõ. Đó là ba cái đường xấu. Như vậy thì chúng ta không rơi vào ba đường xấu thì chúng ta đi đâu? Ở cái vị trí nào? Tôi vừa nói luật đạo luân hồi thì đây là địa ngục, đây là ngạ quỷ, đây là súc sanh. Rồi người Atula trời, sáu cõi luân hồi. Và bây giờ nếu không rơi vào ba đường này thì chúng ta ở đường nào? Tự nhiên là ở người. Như vậy thì chúng ta không tạo cái tội để rơi xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là ba đường ác thì chúng ta được trở lại làm người. Đời này là người, đời sau trở lại làm người tốt lành hơn đời này. Đó là cái bước đầu của người tu Phật. Cho nên giữ tròn năm giới, nhà Phật gọi là nhân thừa Phật giáo, tức là Phật giáo dạy chúng ta đi trên cổ xe làm người, chứ không có rơi vào những chỗ xấu ác. Như vậy là chúng ta biết tu theo Phật, dù không có giỏi lắm nhưng mà cũng giữ được cái vị trí con người không mất. Đó là cái bước thứ nhất, là chặn đứng không cho chúng ta rơi vào những cảnh khổ đau. Như vậy đó là cái cứu khổ đầu của đạo Phật. Nhưng mà người đời đâu có biết đó là cứu khổ, cứ tưởng đâu mình thọ giới đây là khó quá, không được tự do như hồi xưa, phải không? Tự do là tự do cái gì? Tự do tạo tội,
mà tự do tạo tội thì nó dịch đưa mình tới chỗ đau khổ, cái tự do để đau khổ. Cho nên tôi thường nói Đức Phật thương chúng sanh như mẹ thương con, hay là nói cái khác như cha mẹ thương con. Cha mẹ nào mà biết cái điều đó hại, điều đó xấu, điều đó nguy hiểm thì đều phải răn cấm con, phải không? Không được làm, không được tạo những cái điều đó, vì thương con cho nên răn cấm. Răn cấm vì lòng thương, chứ không phải răn cấm vì cái khó khăn. Mà trẻ con nghe cha mẹ răn cấm thì nó sao? Cha mẹ khó. Ví dụ đấy, cấm con không được hút thuốc, cấm con không được uống rượu, cấm con không được cờ bạc, cấm con không được chơi với cái du đảng của mình. Cha mẹ cấm như vậy đó thì vì thương con, sợ con nó hơi nó nguy hiểm, cho nên nghe cấm. Mà con thì nghĩ sao? Nói cha mẹ khó đó. Khó nhưng mà chúng ta tuân á thì chúng ta sẽ hay, sẽ tốt, phải không? Còn nếu chúng ta không tuân á thì chúng ta sẽ khổ về sau. Như vậy thì cha mẹ vì thương con cho nên phải săn cấm những cái điều tội lỗi. Ở đây cũng vậy, Phật vì thương chúng sinh cho nên ai đã hướng về Phật thì Phật phải săn cấm, đừng tạo những cái điều đó. Vì Phật thấy rõ cái nhân và cái quả của nó không sai cả, đã thấy rõ rồi mình đâu ngỡ để cho con mình nó rơi vào đó, cho nên buộc phải răn cấm. Như vậy thì bước vào đạo Phật là phải giữ năm giới, đó là cái điều giới là răn cấm, không được làm. Như vậy thì thương chúng sinh nên Phật muốn cho chúng ta tránh cái khổ. Nếu không có được giỏi hơn thì ít nhất cũng được trở lại làm người, chứ không được trầm xuống những cái khó như vậy đó. Đó là cái trạng thứ nhất để người tu theo đạo Phật. Thì qua trạng thứ hai thì Phật đưa chúng ta chỉ hướng cho chúng ta vươn lên, chứ không có phải dừng ở làm người thôi. Như vậy thì chặng thứ hai gần nhất là Đức Phật dạy chúng ta tu theo Phật. Nếu muốn đời sau được tốt lành hơn, đẹp đẽ hơn thì phải tu người vừa lành. Trong nhà Phật gọi là thập thiện đó, người vừa lành. Cái kia thứ năm điều răn để khỏi có rơi trong cái hố tội lỗi. Lên đây Phật đưa lên phải làm 10 điều lành. Thì như vậy quý vị thấy 10 điều lành mà chúng ta làm thì sẽ sao? Sẽ tiến lên. Trong kinh Phật thường dạy nếu ai thực hiện được 10 điều lành, nó gọi là thập thiện á, thì đời sau ít nhất là cũng được sanh ra cõi trời đó. Tức là từ cái cõi người phàm tục tiến lên các cõi trời. Thì như vậy đó là vươn lên, là đẹp đẽ hơn đó. Như vậy thì muốn được người điều lành đó thì quý vị có nhớ không? Thì trong đây cũng chỉ từ cái những cái tội lỗi trước, thường trước thì gọi là sát sanh, trộm cướp, tà dâm. Thì ở đây nói rằng thân thì có ba, miệng có bốn, ý có ba. Ở kia mới nói thân miệng thôi, bây giờ thân miệng ý. Thân ba là gì? Không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm. Đó là cái của ngũ giới rồi. Rồi tới miệng bốn là gì? Không nói dối, không nói lời hung dữ, không nói cái lời nói hồi xưa gọi là đâm thọc,
bây giờ gọi là cái lời ly gián, ly gián. Rồi không có nói cái lời siêu diệt, cái chỗ gọi là không nói là vô nghĩa. Rồi tới cái chót nghĩa là bớt tham, bớt sân, bớt si, bớt thôi cho có hết. Thì như vậy bớt nghĩa là giảm, đúng không? 100% tham thì giờ giảm xuống còn chừng 60-50 thôi, phải không? Dừng phân nửa, rồi nóng giận cũng dừng phân nửa, và si mê cũng dừng phân nửa. Thì đó là cái duyên mình tiến lên ở trên, nó không còn ở cái quả phạm tục nữa. Thì như vậy quý vị thấy, bởi vì chúng ta tu là luôn luôn muốn vươn lên chứ không có muốn tụt xuống, phải không? Ai có bao giờ dám nghĩ mình đời này làm người, đời sau làm con thú? Không ai muốn cái đó hết đấy, phải không? Mình vừa làm người sao trở lại người tốt hơn, còn nếu hay hơn nữa thì phải làm cái gì cao hơn, ít ra tuổi mà như chư thiên hay là như người ta nói xíu chư tiên rồi đó, đừng chưa có trời. Thì như vậy tu là để tiến lên chứ không phải tu là để dừng ở một chỗ. Và tiến lên thì ba cái trước tôi nói, thân ba đó, miệng bốn và bảy rồi, còn ý ba. Bây giờ hai cái trước tôi đã giảng rồi, bây giờ tới cái ý ba hồi nãy chưa có, bây giờ tôi mới nói. Bớt tham, bớt sân, bớt si. Bớt như vậy thì hiện giờ thưa quý vị, chúng ta tham thì nhiều, đúng 100% không? Hay là chừng bao nhiêu phần trăm? Nếu không được thì nên được tham hoài, phải không? Tham không có chỗ dừng. Chỉ vì tham không được rồi vô tâm mới dừng lại thôi. Thì quý vị kiểm, ví dụ như danh vọng, nếu bây giờ mình được làm nghị sĩ quốc hội thì sao kinh muốn sao? Tôi làm tổng thống chứ mình đâu có nói dừng nghe nghị sĩ, phải không? Chừng là hết cái bực để mình muốn mình mới chịu. Thì như vậy còn bây giờ nếu mình khá giả được chừng 1-2 triệu bạc thì nghe nó chịu dừng chưa? Được muốn được hoài. Cho nên trong nhà Phật thường nói cái lòng tham con người như cái túi không đáy. Túi không đáy có gì bỏ vô nó không có thấy đầy, cứ lọt xuống rồi không có đầy. Mà lòng chúng ta cũng như vậy, mà cái tuổi thọ chúng ta thì có giới hạn, có chừng lực, mà cái lòng tham là vô hạn. Bởi vậy nên chúng ta đau khổ, có nhiều khi đau khổ suốt đời, muốn cái này chưa xong phải muốn cái khác, muốn hoài tới chừng ngã đùng nó chết hôm nay. Cho nên Phật dạy phải dừng lại cái tham, mà tham vừa phải, một phần như nào thôi chứ không cho đi quá. Ví dụ như bây giờ chúng ta có được một số tiền mỗi tháng đủ sống và có thể rộng rãi hơn để mà có cái chi phí về các cái điều tốt, điều lành. Nhưng bây giờ nghe đó thì chúng ta được rồi, chúng ta cũng chưa vừa ý, không được hơn nữa. Và nếu giả sử được hơn chút nữa thì lại còn muốn hơn nữa. Chứ còn nếu chúng ta được đủ sống và rộng rãi hơn một chút, chúng ta cảm thấy vừa, rồi để cái thời giờ rộng rãi mình còn tu hành, mình còn nghĩ tới những tốt, chuyện lành hơn, thì như vậy chúng ta khỏe, chúng ta an ổn, phải không? Còn nếu cứ mong lên hoài thì chúng ta gánh khổ. Bởi vì trong nhà Phật nói cái tham khi chưa được là khổ, khi được rồi cũng khổ, mất là càng khổ hơn.
Như vậy tôi nói ví dụ bây giờ chúng ta muốn làm được ông tổng thống, nhưng mà khi muốn làm sách ra ứng cử phải mệt không, phải chạy ngược chạy xuôi vận động, thì trong lúc đó có khổ chưa? À khổ, chưa được đã là khổ. Rồi nhất được á thì ngồi đó mà làm gì không vừa lòng dân thì sao? À dân nó cũng ra, thì như vậy thì có khổ không? Vì cũng khổ, mà lỡ người trong cái được thì nó la quá hết thì xuống thì lúc đó khổ không? À, như vậy thì ba thời đều là khổ, chưa được khổ, mất khổ luôn. Như vậy thì có cái gì đâu mà hám, phải không? Cái bình an, mình đưa bình an không muốn, mà muốn nhảy giọt cho cao, mà giọt cao thì chừng nào nó rớt xuống thì cao nhiều. Như vậy cho nên càng tham là càng khổ. Cho nên trong kinh Phật thường dạy cái người mà tham lam nhiều thì dầu cho được lên quả trời họ cũng chưa vừa ý nữa. Cũng chưa vừa ý. Còn người ít có tham lam đó, dầu cho họ nằm trên bãi cỏ họ cũng vẫn vui. Thì quý vị thấy cũng là một cuộc sống, mà nếu mình bị cái tham lam nó thôi thúc, nó đẩy mình lên hoài thì mình khổ suốt đời. Còn nếu mình biết dừng lại thì mình có cái an vui. Như vậy thì biết dừng lại là chúng ta biết sống. Còn nếu chúng ta cứ đuổi theo nó, chạy theo nó là chúng ta không biết sống. Sống trong cái tham vọng chứ không có phải thực sống. Bị cái tham vọng nó chi phối, vì vậy mà chúng ta phải khổ. Nên người tu là người biết dừng lại chừng mực nào thôi. Ở không nói mình hết tham, đừng dừng lại đến 50% thôi, đừng có tới 100% khổ. Ở không dừng lại là sống có điều độ, có chừng mực thì cuộc đời sẽ bớt khổ. Đó là cái chặng thứ nhất. Chặng thứ hai là mình phải bớt cái nóng giận. Quý vị có nóng giận không? Ai cũng có hết à, mà nóng giận nhiều ít. Như vậy thì chẳng những có mà có nhiều nữa, phải không? Mà quý vị khi nóng giận rồi, sau đó quý vị có thấy khổ không? À, như vậy mới thấy là nóng giận là cái cơ hội để cho mình khổ và người xung quanh khổ lây. Có khi nào mình nóng giận mình la người xung quanh vui không? Như vậy thì đó là cái nhân mình phải khổ và người khác cũng khổ. Vì vậy cho nên phải hạn chế cái nóng giận. Bây giờ muốn hạn chế phải sao đây? Đó là một cái mà hơi khó. Bởi là con người thì ba cái thứ tham sân si nó đã có sẵn, không người nào thiếu hết, phải không? Ai cũng có, nhưng mà biết tu thì hạn chế. Từ cái hạn chế đó mà chúng ta trở thành người tốt, người hiền lành. Còn không biết tu để cho nó hoàn thành tự do thì thành là cái người dữ, cái người xấu. Như vậy thì chúng ta phải hạn chế bằng cách nào cho bớt sân. Thì ở đây tôi nói thường thường á, sân là nóng giận, mà nóng giận thì gây cho người xung quanh sẽ khổ vì mình. Như vậy thì tại sao chúng ta nóng giận? Tại sao mình nóng giận? Có người đổ thừa nó tánh tôi nóng lắm. Nếu cái nóng giận là tánh thì không có thể đổi. Không thể, không thể đổi thì hết tù, phải không? Phải chịu gì suốt đời. Sự thực không có cái tánh nào tánh nóng. Ai cũng có,
cái chỉ khác chút ít là người 100%, người 80-90% thôi. Bây giờ muốn truy nguyên cái nấm giận đó gốc từ đâu mà ra, tức là cái bản ngã này chứ cái gì hết ấy. Và bản ngã của mình nó có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là cái gì ai nói xúc phạm tới mình cho là xúc phạm cái bản ngã của mình thì nổi nóng. Thí dụ như bây giờ tất cả quý vị bình thường như vậy mà có ai đó chỉ mặt nó ăn ngu quá thì quý vị sao? Nổi nóng không? Nổi nóng là liền, phải không? Nói ngu là nổi nóng liền. Nhưng mà quý vị nghĩ nổi nóng rồi chịu lộn họ là thành khôn chưa? Không chưa? Nếu bây giờ tụi nó ăn ngu quá thì trời nó phải thôi đúng là ngu. Vì thế gian này muôn ức triệu sự việc mà tôi biết có 5-10 việc không ngu sao được. Phải không? Bởi vậy người xưa nói càng học thấy càng dốt, dốt chứ là ngu. Như vậy thì mình nói ngu là phải quá rồi. Phải không? Người ta nói mình ngu thì cứ nhận vậy thì có xấu hổ gì đâu. Người biết ngu là không ngu. Còn người ngu mà không biết ngu đó mới thật là ngu. Thấy không? Như vậy mà tất cả chúng ta là sao? Ai cũng muốn tỏ mình không mà thật là mình chết mình ngu. Tỏ là mình ngu. Ta nói mình ngu thì mình đã la lên được cười lộn họ thành ngu luôn. Như vậy thì quý vị mới thấy cái chấp bản ngã mà không có cái nhận định, không có suy xét, cho nên rồi mình càng tỏ ra rất khôn ngoan mà trái lại mình rất là ngu. Và người xưa người ta đã thấy rõ mình ai cũng là ngu hết, giỏi trăng giỏi trong một cái ngành, một nghề thôi, qua ngành nghề khác thì mình cũng biết có biết gì đâu, mà không biết cái là ngu rồi chứ còn gì nữa. Thì như vậy có ai mà không ngu? Như vậy thì nói ngu có phải là xấu hổ không? Chắc nhận mình ngu có tội lỗi gì không? Vậy mình nói ngu kia là muốn đánh xe đi. Đó thì để cho quý vị sẽ thấy những cái không có giá trị mà mình lầm chấp rồi biến nó thành một cái sự khó khăn, tạo cho mình một cái tội lỗi mà mình không hay. Đó là cái điều thứ nhất. Mà nếu bây giờ qua tới cái điều thứ hai, hồi nãy mới nói ngu thôi, bây giờ nói nặng hơn chút nữa hết, nó ăn là con bò. Bây giờ quý vị nghĩ trả lời sao? Thì có nổi tiếng cũng đánh mình nữa không? Chắc là nổi tiếng không thể kèm nổi, nói cái con bò là không chịu nổi. Nhưng bây giờ nếu nói mình là con bò thì cười nó phải, vì nó có uống sữa bò. Thì có cái bò thôi giờ. Đó phải không? Có mà còn từ chối cái gì? Thì như vậy thì nói vậy cũng là đúng không? Như vậy thì biết gì cái chuyện không? Ta nói sự thật rồi mình không chịu, mình muốn đánh người ta thì có phải là mình vô lý hay không? Thì như vậy thì rõ ràng không có cái gì quan trọng. Người trí là cái người biết đúng như thật, còn người khờ dại thì biết sai lầm, nó không đúng. Như Đức Phật hồi xưa, Ngài đi rất thật, thì có người Bà La Môn theo đi sao kêu tên mình, Ngài chửi hoài, chửi thậm tệ, mà Ngài cái ung dung Ngài đi. Ngài đi tới đoạn ngã ba, cái người kia chạy tới chặn đường, phải cụ đàm. Ngài có biết không? Nói không, người ta không có biết.
không biết tại sao tôi chửi mà không trả lời. Ngài không trả lời câu đó. Rồi Ngài chỉ hỏi: ngươi có quà tặng người ta không nhận thì người ai? Tôi tặng không nhận người có người ai? Cũng vậy, ngươi chửi mà ta không có nhận thì có dính dáng gì với ta? Chỉ vì thấy tiếng Phật, nếu lúc đó mà bị người Bà La Môn chửi với Ngài tự lộn lại thì bây giờ mình có thờ có lại Ngài không? Vì Ngài sáng suốt biết những cái lời nói vô nghĩa, Ngài không có giết, không có nhận, còn mình nghe tới thì nhận, nhận cái lần dưới, dưới cho nên rồi rốt cuộc thì mình không có sáng suốt chút nào hết. Như vậy thì những cái lời nói dưới dường như là cái xấu của họ mà mình nhận rồi mình có xấu theo không? Cho nên tôi thường dụ, tôi nói vào bệnh viện tâm thần, nếu gặp những người bệnh họ chửi mình thì lúc đó mình xử làm sao? Mình có nổi nóng lại chửi họ không? Nếu mình chửi họ thì người bàng quan sẽ nói mình sao? Anh nói bệnh tâm thần nữa. Như vậy thì quý vị mới thấy rằng người đã bệnh thì chúng ta phải mạnh, người đó họ ngu nó vậy thì chúng ta phải khôn, đừng có chấp. Còn nếu họ ngu nó vậy mình nói mình khôn mình cũng chấp vô cái bẫy đó thì cả hai ngu hơn. Tưởng như làm vậy mình ra người khôn mà không ngờ mình trở thành người ngu. Vì vậy mà khi họ nói bậy làm bậy thì lúc đó mình phải tỉnh, mình phải sáng, chứ không nên làm theo họ. Mình cười thôi, không có cái gì quan trọng hết. Tôi nói một cái lời mà thế gian chịu không nổi, như không cái cha mày, đúng không? Không xúc phạm tới ông cha mình rồi. Chứ mà thì nếu nói cha mày thì nó phải tôi có cha. Cha mày chứ là cha có ăn thì ai không có cha? Chứ chỉ là thôi thức gì đâu, thì tôi nhận được cái cha kìa rồi, không biết chửi gì sao được. Cái này nó cha mày cái nỗi nóng tá đọc thật. Thì như vậy đó là mình không có ưng có cha sao? Phải không? Thì những cái đó rất là tầm thường mà thế gian chúng ta quen, không có chịu nổi, nhưng cái đó cũng chịu không nổi. Bây giờ người nói bướng, nói càng đó là họ không có trí, họ không có sáng. Cho nên chúng ta có trí sáng suốt trước những cái lời thách đố chúng ta nói một cách nhẹ nhàng thì thôi, họ không có cơ hội để mình làm dữ. Còn cái này mình làm dữ với họ thì hai bên dữ hết thì đi tới đâu? Thấy dập đầu đổ máu như nhau chứ không có lợi ích gì hết. Như vậy thì mới thấy rằng cái thế gian nó đau khổ vì con người không sáng suốt. Người tu Phật, con Phật là phải sáng suốt, biết cái gì là thực, cái gì không thực, cái nào là chánh lý, cái nào là vô lý. Những lời vô lý là cái lời của kẻ khờ, mình không hơi đâu chấp nghe. Phải không? Nếu mình chấp nghe cái lời vô lý của người ta thì mình cũng trở thành vô lý. Cho nên phải sáng suốt. Người ta điên thì mình phải tỉnh. Nếu ở thế gian người điên người tỉnh thì đâu có chuyện gì xảy ra, phải không? Mà người kia điên mình điên theo thì cả chồng nguy hiểm. Đó là cái tội lỗi mà xét lại ở thế gian, cái đó nó xảy ra không thiếu gì, không biết bao nhiêu, làm cho đau khổ tràn trề cũng bởi vì cái chấp mê lầm đó. Cho nên cái người Phật, Phật là cái người sáng suốt, biết rõ những cái lẽ thực, không để mình bị lôi cuốn trong cái si mê của người. Đó là tôi là như vậy, chứ không phải tôi là phải ăn chay cho nhiều, tụng kinh cho giỏi, mà ra khỏi bàn Phật ai động tới thì la chói lên. Thì cái không phải tu giỏi đâu. Thành tu giỏi là như vậy đó. Cho nên mình biết tự hiểu, biết rõ
để rồi chúng ta tu cho nó đúng với cái nghĩa tu. Chứ nhiều khi tu mà chỉ làm cái hình thức ở ngoài, mà ở trong cái bản tâm của chúng ta chưa có tiến được bước nào. Đó là mới nói tới cái sanh và cái thứ hai. Bây giờ quý vị có can đảm khi những cái lời thách đố đó đến, và quý vị thản nhiên nói một cách nhẹ nhàng như nãy giờ tôi nói được không? Sao từ chối cái chí thức? Đó là cái chí thức, đó là niềm tin. Chúng ta đâu có thể khi hạ mê thì chúng ta mê theo, phải không? Họ là mê thì chúng ta phải tỉnh, họ là ngu chúng ta phải là trí, thì như vậy mới được. Chứ còn nếu mà họ mê mình mê theo, họ ngu mình ngu theo thì đâu có hơn họ bước nào, phải không? Đó. Cho nên phải tập, phải can đảm, phải mạnh mẽ để mà thắng mình. Nên trong nhà Phật thường dạy câu là thắng một vạn quân không bằng thắng mình. Thắng mình là một chiến công quân liệt. Cái đó là cái mạnh nhất đó. Bởi vì tôi thường nói đứa bé 5 tuổi, 7 tuổi ai chửi nó thì nó vẫn chửi lại, chuyện nó dễ dàng quá, phải không? Còn cái người khôn ngoan bị chửi mà vẫn tỉnh táo để mà nhắc người ta như Đức Phật vậy, đó mới là trí, đó mới là người giác ngộ. Chứ còn nếu mà họ sao mình vậy thì đời nào được giác ngộ. Hiểu vậy thì mới thấy cái giá trị của người tu, mà thương thế gian người ta thương giúp tu nên người ta khổ, khổ nay người này sang người khác. Đó là cái trạng thứ hai. Giờ tới cái trạng thứ ba là si. Si là sao? Tức là cái hiểu biết không có được rõ ràng, không có được sáng suốt, không có đúng lẽ thật. Đó gọi là si mê. Si mê là thấy biết không đúng lẽ thật. Như vậy thì hiện giờ chúng ta thấy biết đúng như thật chưa? Bởi vì nhiều người có những cái si mê mà không tự biết. Như mình suy nghĩ một việc gì thì cho cái nghĩ mình là đúng, ai nghĩ khác mình thì sao? Thì sai. Mà nếu người khác nghĩ khác mình mà mình nói nghĩ như mình mới đúng, rồi họ cũng nói nghĩ như họ mới đúng, thì lúc đó là sao? Ai cũng đúng hết thì hai cái đúng đó nó sanh cái gì? Đó. Bởi vì cái nghĩ của mình không có đúng bao giờ, không đúng được một phần nào. Như quý vị thấy, chúng ta xét thật kỹ, nếu chúng ta nghĩ cái gì cũng đúng thì chắc ở thế gian này chúng ta là thánh rồi, phải không? Còn thường nghĩ thì đúng được chừng nhiêu phần trăm? Thời thường ví dụ tôi nói, bình thường chúng ta nhìn thấy gió ở bên kia gió lại thì có cái đám mây đen muốn mưa tới, mà cái chiều gió đó thổi vào đây thì sẽ mưa. Thì bữa nay thấy như vậy, kinh nghiệm bữa nay, mai thấy đằng kia có đám mây đen thì chúng ta đã chuẩn bị nói rằng nó sắp mưa. Và nếu nó sắp mưa mà có những người trong nhà phơi đồ đạc gì ở trước, nó mưa báo động sắp mưa và biểu lên vô không chịu đem, tức không? Chắc cũng nổi nóng lên liền, phải không? Nhưng mà không ngờ lá cây gió thổi bạc cho các không mưa, thì chừng đó nói sao? Thì như vậy thì cái thấy của mình đó là qua cái kinh nghiệm trước,
cái biết của mình, cái suy nghĩ của mình là qua cái kinh nghiệm trước, mà cái kinh nghiệm trước chưa chắc đã là chân lý, mà mình cứ chấp cái gì mình có kinh nghiệm rồi là chân lý đó, phải không? Rồi cái có những cái sai lầm mà mình không hay, bởi vậy trong kinh Phật phải có dạy câu người biết tôn trọng chân lý là khi mình suy nghĩ điều gì thì nói đây là cái suy nghĩ của tôi, đừng thêm đúng thì sao. Nếu mà người khác suy nghĩ điều gì họ cũng nói đây là cái suy nghĩ của tôi, nhưng nghe đó là tôn trọng chân lý. Còn nói tôi nghĩ gì mới đúng, khác thì là sai, đó là không biết tôn trọng chân lý. Mà quý vị xem có phải không? Ở trong nhà vợ chồng cãi lộn nhau hoài cũng tại cái nghĩ đó, phải không? Ai nghĩ cũng có chân lý hết, hai chân lý không giống nhau thì có chuyện đó. Như vậy thì kiểu là tôi nghĩ thì nó như thế đó, rồi người khác có tôi nghĩ thế này, hai cái khác nhau, nhưng mà thôi đó là cái nghĩ của tôi, kia là cái nghĩ của ông, chứ không về rồi chờ sự thể nó đến thì sẽ biết ai đúng ai sai. Thế còn mới nghĩ sao là đúng cái cả lộn nhau cũng oanh tỏ lên thì vô ích, không có tới đâu. Mà chúng ta gì chấp cái nghĩ của mình là chân lý thì như vậy cái đó có phải si không? Nếu cái nghĩ mình mà biết rằng chưa phải là chân lý khi trúng khi chặt thì chắc phải cãi nhau, phải không? Nếu có quyền nghĩ, mình có quyền nghĩ thì người khác cũng có quyền nghĩ, thì hai nghĩ có thể khác nhau, nhưng mà đó là quyền của mỗi người, rồi chờ kết quả sẽ biết cho mình được cả hai. Nếu như vậy thì sự việc nó tốt lành biết mấy, phải không? Mà rồi từ cái đó rồi quý Phật tử mới thấy con người gì chắc suy nghĩ như vậy, cho nên rồi trên thế gian bao nhiêu cái đau khổ nó chất trên đầu con người, từ cái suy nghĩ riêng rồi cái suy nghĩ chung, rồi từ cái tình người, tình nhóm và tình cả quốc gia, một người lãnh đạo suy nghĩ sai rồi người khác suy nghĩ sai, hai cách sai khác nhau, cái chọi nhau rồi đập nhau rồi cãi nhau khổ nhau, rốt cuộc rồi chỉ làm đám khổ đau, không có cái gì là tốt đẹp. Cho nên biết dừng lại khi mình suy nghĩ cái điều đó là cái việc mình thấy như vậy, biết như vậy, và người khác họ có thể nghĩ khác đi, nhưng mà đó là những cái điều của họ, rồi sau này chừng nào kết quả thì mới chắc ai đúng ai sai. Cho bây giờ mới nghĩ thì đừng có cái dội mà bắt người ta phải theo mình, phải không? Theo mình người ta chịu sai cái là ai chịu trách nhiệm? Mà quý vị thấy đã có xảy ra không biết bao nhiêu trước chúng ta và hiện tại có những suy nghĩ sai rồi sai nhau cả chừng. Vì vậy mà đạo Phật quá là tôn trọng cái lẽ thật chân lý, mà biết tôn trọng lẽ thật, tôn trọng chân lý đó là sáng suốt. Còn không biết tôn trọng lẽ thật, không biết tôn trọng chân lý đó là si mê. Như vậy thì quý vị có cái bệnh đó không? Ở Việt Nam thì nhất là Thái Nam hay cho nghĩ mình là đúng lắm, đàn áo quý bà, mà có khi nghĩ đúng hơn rồi mình cũng không chịu nữa, sợ mất mặt. Còn ở bên đây nó hơi khác chút rồi. Mà lời khác thì quý bà cũng đừng có ý rồi, vừa ăn kiếm lại, cũng chưa chắc thì quý bà đúng. Chứ đừng có thấy là mình nghĩ là đúng rồi, rồi làm cho mất giá trị người khác, đó không được. Chúng ta phải tôn trọng cái lẽ thật. Như vậy thì quý vị mới thấy cái tôi đem lại cho chúng ta một cái gì hay, cái gì đẹp cho cuộc sống. Như vậy cho nên cái người biết tôn là cái người tôn trọng
lẽ thực, mà trong tôn trọng lẽ thực thì phải tôn trọng cái quyền nghĩ khác của kẻ khác, chứ không bắt phải giống mình. Đó là một cái điều mà nhà Phật gọi là cái tâm trạng si mê của con người. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, có những cái vô lý, phi lý mà vẫn tin, vẫn cho đó là thực, thì đó cũng thuộc về si mê. Bây giờ quý vị thấy có cái gì vô lý, phi lý mà mình tin không? Nói cái điều này thì tôi đi xa hơn một chút. Bởi vì ở thế gian có nhiều cái phi lý. Thí dụ như ở bên Việt Nam mình thì lâu nay có đang cái tục lệ đi đâu thì tránh ngày gì? Mùng 5, mùng 4, 23. Mùng 14, 23. Thấy không? Như vậy thì 3 ngày đó thì không được đi. Mà nếu 3 ngày đó không được đi trên dồn với mấy ngày khác đi thì có nguy hiểm không? Thì những ngày đó mình ai cũng tránh hết thì dồn qua những ngày kia đi. Mình đi nhiều quá thì chặt đường thì phải xảy ra tai nạn. Phải không? Thì như vậy thì sao? Đó, đó là một cái điều nó vô lý. Cho nên là tôi nói cái tốt, cái xấu là do mình ôm ấp trong lòng một cái điều lành hay là cái điều dữ. Ôm ấp điều lành đi ngày nào cũng ngày tốt. Ôm ấp trong lòng cái điều dữ thì ngày nào cũng là ngày xấu đó. Phải không? Đó. Thì giờ giả sử cái chú đó, chú định đi ăn trộm, thì chú lựa ngày thật tốt chú đi thì có khỏi không? Thì như vậy thì cái đó là cái xấu của họ. Thì cái tâm mình tốt hay là tâm mình xấu mà rồi cứ như vậy mà sợ với nhau, phải không? Rồi đến lớn lên có nhà có cửa, muốn cất cái nhà thì lựa cái nhà cho tốt, phải không? Nhà tốt cất, nhưng mà rồi cái ngày tốt đó có bảo đảm mình được ở nhà đó trọn vẹn không? Bởi vì cái đó cũng không có cái gì bảo đảm hết. Cái gì nếu bảo đảm thì chắc rằng mình coi ngày tốt các cái nhà rồi mình ở trọn đời. Thì như vậy ở Việt Nam mình như lúc trước có nhiều người nhà tốt quá, cái có việc cái phải chạy đi, thấy không? Như vậy lúc các cái nhà tốt có coi ngày không? Mình coi ngày thì sao đổi chủ? Thì như vậy mới thấy rằng nó không có giả thật. Như vậy mà chúng ta tin thì có phải si mê không? Đó. Rồi thêm cái nữa đó là lứa đôi của con cái, cái lựa tuổi tốt, tuổi tốt mình không thương nhau thì sao? Thì như vậy mình cứ căn cứ vào ngày giờ tuổi tác, mà khi đó không căn cứ vào cái tâm, cái tính tình của những cái đứa con mình với cái đối tượng của nó là hợp hay không hợp, thì như vậy thì tất cả chúng ta bám vào đó làm cái tiêu chuẩn thì có phải sai lầm không? Cái sai lầm mà cố chấp thì suy nghĩ rồi, phải không? Đó. Như vậy thì kiểm điểm ra chúng ta nhiều cái si mê đó, phải không? Những cái sợ rồi ở đâu cũng có những cái sợ lãnh lãnh như vậy đó, nó không phải một nơi nào. Cho đến những sự việc mà quý vị thấy theo cái xưa kia thì nói rằng mình làm ăn buôn bán thì phải có hợm thần tài, phải không? Thần tài cũng giúp mình làm ăn phát đạt, và nếu không thờ thần tài thì chắc là làm ăn không ra gì. Rồi cái nhà nào buôn bán cũng thờ thần tài. Nhưng mà rồi tất cả nhà buôn bán nó đều giống nhau, đều phát triển, đều giàu có như nhau, hay có nhà giàu, nhà nghèo, có người được, người mất. Như vậy ông thần tài kia người này bỏ mình chết sao? Như vậy thì mới thấy rằng
tất cả cái gì nó không có lẽ thực thì chúng ta không nên tin. Hiểu vậy thì quý vị mới thấy ở thế gian chúng ta có những cái tin, nó không phải là chân lý, mà cứ bám vào đó để mà tin, rồi tự chúng ta làm khổ cho nhau. Ví dụ như năm nay có tiền, có thể nên mua cái nhà và kết được cái nhà mà nó tuổi xấu, tuổi xấu cái để tiền xài hết trong năm, tuổi tốt hết tiền cái như vậy thì sao? Thì thôi lúc nào làm được cứ làm. Bởi vậy nên tôi thì đơn giản lắm, nghĩa là có cần làm đủ tư tiện thì cứ làm, không coi ngày coi giờ gì hết, mà tôi làm cũng không đến nỗi. Còn nhiều người coi kỹ quá mà làm được cũng thất bại dài dài. Cho nên chúng ta phải hiểu cái lẽ thật của chúng ta. Cuộc sống là quý ở cái lẽ thật, chứ không phải quý ở cái tin tưởng. Mà tin tưởng cái nó không có đúng như vậy thì chỉ làm theo cái rối loạn trong cuộc sống của mình thôi, không có lợi ích. Vì vậy mà chúng ta phải dẹp bớt những cái si mê đó. Nói như vậy còn nói sai nữa thì có nhiều vị bước vào cái nếp tu hành, nhìn người tu hành và nghe ai đó tới cái điểm mặt nói anh là cái người hồi đời trước là cái gì bây giờ sanh ra được giàu sang, nói cái đời trước thế này thế nọ, rồi nói đời này giàu sang vậy đó là nhờ đời trước đã từng làm cái gì, nghe vậy phụ không? Nghe nói những cái gì ở trước của mình, tức là quá khứ, rồi nói ngay cái hiện tại để cho mình biết, thì tin đó là cái bậc thánh con rồi đó, phải không? Rồi tin, nhưng mà trong nhà Phật không cho phép như vậy. Trong đạo Phật, Đức Phật đã chứng được lực thông, tam minh lực thông nhân dân đầy đủ. Mà có một lần chúng ta tuyên nhắc đến bạch Phật, nói cái xứ đó cái vùng đó người ta chỉ sợ thần thông mà chứ không chịu nghe lý thuyết, để thì Phật hóa thần thông ra để cho họ sợ, họ thấy là phục thì giáo hóa họ mới được. Thì Đức Phật dạy rằng ta đầy chỉ cộng cái đạo thông, chứ ta không có cộng cái thần thông, đem cái đạo tức là chân lý mà dạy người, chứ không có đem cái thần thông mà giáo hóa người. Bởi vì với đạo Phật nói thì thần thông chỉ là một cái phương tiện, chứ không có một cái lẽ thực. Tại sao vậy? Bởi vì trong kinh Phật ai cũng biết Ngài Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất, phải không? Nhưng mà tới khi Ngài sắp kết thúc đời thì sao? Vậy cái đám cướp cái dây nó đánh Ngài, lúc đó dùng thần thông cũng được, muốn bay bay cũng được, muốn động thổ động cũng được, bay lên cũng được, trung xuống cũng được, rồi bị đánh đánh cho tan nát, rồi phải chết. Như vậy thì thành thông ở đâu? Cái gì thắng hơn thành thông? Cho nên trong nhà Phật nói thành thông mất nhân địch nghiệp, thành thông không chống nổi cái nghiệp, nghiệp mới là cái mạng mà thiên hạ chịu thành thông mà không sợ nghiệp, phải không? Thì đó cũng là một cái si mê, nghĩa là cái nghiệp của mình mới đáng sợ, cái thần thông không có đáng quý. Nên nhiều khi nói thì mình phải nhìn, phải hiểu cho tới nơi. Nhiều người họ nói là thần thông mà rốt cuộc rồi họ cũng vẫn khổ như ai. Ví dụ như những cái nhà mà gọi là địa lý đại tài, có địa lý cho người ta cách nhà người ta giàu, mà ông thầy địa lý thì nghèo, thì sao vậy? Nếu mà coi cách nhà giàu thì chỗ nào mà mình tính giàu đó mình ráng tìm chỗ cho mình chứ, chứ tại sao mà coi người ta thăm mình
thì cái chữ nghèo cũng làm thầy kiếm tiền ăn hàng ngày thôi. Thì hỏi tại sao? Thì như vậy, cái phước của người ta, cái nghiệp của mình ai muốn chịu, thì cái đó mới là cái gốc. Mình cứ tưởng là ông thầy địa lý chỉ cái chỗ đó tốt thì cắt cho mình giàu, nhưng mà quên rằng mình mà phát đạt được là cái phước do mình tạo nghiệp lành mà nó được kết quả lành, chứ không phải chỗ đất đó mới được như vậy. Thì chỗ đất đó chỉ là cái phụng thôi, chứ không phải là cái chánh. Như vậy cho nên trong nhà Phật nói rằng thì con người chúng ta nó có những cái như là y báo và chánh báo. Y báo là cái sự vật chung quanh, mọi sự nghiệp chung quanh, đất cát nhà cửa chung quanh. Còn chánh báo là con người, con người mới là chánh, con người tốt thì cảnh theo đó mà tốt, con người xấu thì cảnh theo đó mà xấu. Thì như vậy gốc là ở con người chứ phải ở cảnh. Mà chúng ta bây giờ vừa mới chịu sửa mà cứ sửa cảnh hoài, ít năm giờ đi chỗ này không bị tốt, đi chỗ kia làm ăn mới phát đạt, mà không biết cái nghiệp của mình chưa tốt. Cho nên nhà Phật nói cái nghiệp nó là cái đáng sợ, còn cái cảnh cái bên ngoài không đáng sợ. Vì vậy là chúng ta sợ cái không đáng sợ thì trí hay là si mê. Như vậy kiểm hồi cái si mê nhiều quá, không ai cũng dính được nhiều cho cái si mê đó. Như vậy thì tất cả chúng ta sống ở trong đời này phải cố gắng dẹp những cái si mê để mà mình sống đúng là cái con người có trí tuệ sáng suốt. Cho nên nói tới đạo Phật là nói tới giác ngộ, nói tới trí tuệ, chứ không cho phép mình nuôi dưỡng si mê đó. Như vậy quý vị thấy tu Phật thì tạo cho chúng ta được những cái cơ hội tiến lên chỗ lành, chỗ tốt, tạo cho chúng ta được cái nhìn sáng suốt, có trí tuệ, chứ không phải là thường. Vì vậy cho nên nói tới tu Phật không có nghĩa là chúng ta chỉ ù lì ra đó, bảo gì làm nấy, mà chúng ta phải sáng suốt, phải nhìn thấu đáo, lẽ thật, thì đó là mới phải người Phật tử chân chính. Như vậy thì 10 điều đó quý vị làm được thì xứng đáng lên quả trời rồi, phải không? Làm được 10 điều đó là xứng đáng lên quả trời hơn cái bậc ở dưới. Như vậy thì tu được 10 điều đó là chúng ta đã tiến lên được cái cấp trên. Như vậy thì thay vì tụ xuống thì chúng ta không tụ, dừng ở làm người, mà dừng ở làm người chúng ta lại không dừng, chúng ta còn tiến lên nữa. Cho nên cái đường lối tu như vậy gọi là cái đường lối tiến lên. Đó là cái điểm thứ hai. Đến cái điểm thứ ba là tu để dứt hết mọi cái luân hồi sinh tử, nghĩa là không phải chỉ một đời này mà vô số kiếp chúng ta đã chịu. Bây giờ chúng ta tu để vượt ra khỏi cái đó, đó mới là cái đặc biệt, đó là siêu thoát, mà thường dùng từ là giải thoát sinh tử. Như vậy thì quý vị thấy cái thứ hai làm được chưa? Cái thứ nhất thì có thể, phải không? Tới cái thứ hai thì có bộ hơi hơi khó rồi. Đến cái thứ ba này thì sao? Càng khó hơn, càng khó hơn. Nhưng mà thực ra thì sở dĩ chúng ta than khó chứ không có cái gì khó, mà tại vì chúng ta quen lầm lẫn, mà nhà Phật gọi là si mê, vì lầm lẫn cho nên rồi chúng ta thấy khó. Như tôi nói, muốn được vượt ra khỏi sinh tử thì chúng ta phải
biết rõ cái gì kéo lôi chúng ta đi trong sinh tử. Quý vị biết cái gì kéo lôi mình đi trong sinh tử không? Nghiệp. Nghiệp là cái dẫn mình đi trong sinh tử. Nên nghiệp có chia ra hai thứ nghiệp: nghiệp thiện, nghiệp ác. Nếu mình tạo những nghiệp ác thì đó là cái nhân đi xuống địa ngục là quỷ súc sanh. Còn nếu mình tạo nghiệp thiện thì cái nhân làm người và trời, phải không? Như vậy thì nghiệp nó dẫn chúng ta đi hai đường, hoặc là xuống hoặc là lên. Như vậy nếu mà muốn hết sinh tử thì chúng ta phải sao? Chúng ta hết nghiệp, phải không? Là như vậy thì thường thường nói nghiệp từ đâu ra? Trong nhà Phật nói từ thân, miệng, ý, thế mới tam nghiệp đó. Là thân, miệng, ý mà ra. Như vậy thì tôi mà muốn ra khỏi sinh tử thì phải dừng ba nghiệp, mà gọi là ba nghiệp thanh tịnh đó. Như vậy thì dừng ba nghiệp bằng cách nào? Làm sao dừng nó? Đó là một vấn đề nó rất là quan trọng. Nói ba nghiệp thì thực ra quý Phật tử xét kỹ thấy thân, làm, lành, giữ đều gốc ý nghĩ thiệt hay ác, phải không? Ý nghĩ ác thì thân miệng nói ác làm ác, ý nghĩ thiệt thì miệng nói lành, thân làm lành. Thì như vậy lành giữ đều từ ý nghiệp làm chủ, là chủ động. Ý nghiệp là chủ động. Như vậy thì nếu ý nghiệp mà nó dừng được thì thân nghiệp, khẩu nghiệp nó có dừng được không? Thì theo đó nó dừng. Cái động cơ là ý. Như vậy thì tu Phật, tại sao người tu tịnh độ dạy phải niệm Phật cho được nhất tâm? Nhất tâm là sao? Nhất tâm là không còn có ý niệm này nọ nữa, phải không? Thì mới tới chỗ nhất tâm. Mà nhất tâm thì được sao? Được dành khỏi Phật. Người tu thiền thì dạ phải sao? Thiền phải định. Mà định thì còn có nghĩ, phải nghĩ với gì không? Đó. Thì như vậy thì được nhất tâm thì sẽ về khỏi Phật. Được thiền định thì sẽ nhập Niết Bàn, tức là vô sanh, giải thoát sinh tử. Thì như vậy gốc từ các ý dừng được thì nghiệp thân khẩu cũng sẽ dừng. Cho nên tu tịnh độ bắt chúng ta phải niệm Phật, niệm ngày niệm đêm, phải không? Niệm cho tới chừng nào mà niệm được nhất tâm thì đó là kết quả. Còn tu thiền mà bắt chúng ta làm gì? Bảo chúng ta phải ngồi nói xuống, phải không? Ngồi nói xuống để mà kiểm tra trong này cái chú có chạy lên xăng hay không, phải không? Chú chạy lên xăng thì tìm cách chặn đón chú để là xá bỏ. Nhưng mà lâu nay chúng ta có cái lầm lẫn lớn lao, cứ cho rằng cái nghĩ đó là tâm của mình, phải không? Còn nghĩ, còn suy tính thì đó là còn tâm. Hết suy nghĩ, hết tính toán, hết tâm, phải không? Rồi ai cũng nói là tôi mà không còn nghĩ gì hết thì ngu quá. Con suy nghĩ tôi mới khôn, mới tính ra điều này điều nọ. Người dừng hết không suy nghĩ thì sao? Thành ra si mê. Đó là cái hiểu lầm hết sức là lớn. Bởi vì bây giờ tôi đặt câu hỏi lại,
quý Phật tử trả lời thử, cái tâm của mình đó là một hay là nhiều thứ? Như vậy ra kìa, một hay nhiều? Ai cũng nghĩ là có một, và từ bé đến già chỉ có mình thôi, phải không? Chỉ tâm mình thôi. Nhưng mà được cái suy nghĩ đó là một hay nhiều? Nhiều. Nghĩ tốt có, nghĩ sâu có, lành có, dữ có, đủ hết. Nói giận nó cái hết, giận cái vui, mới thương nó hết, thương cái ghét, cái đủ hết á. Một ngày nó đổi thay không biết bao nhiêu lần. Thì cái đổi thay lăn xăn lộn xộn đó, nó là thiệt mình chưa? Mà sao nói tôi nghĩ, tôi buồn, tôi giận, tôi thương, tôi ghét. Nếu tôi buồn thì cái buồn đó là tôi, thì cái giận thương ghét là ai? Là ai? Không phải tôi, chụp cái tâm cái vậy, cái giận tôi đó vậy. Thì cái tôi này là cái tôi tạp nhạc, chưa phải là cái tôi thật. Phải không? Nhận cái tạp nhạc, tạm bỡ, giả dối, chợt có chợt không làm được, rồi hài lòng với nó. Cho nên rồi cứ như vậy mà tạo nghiệp. Cho nên Phật thấy cái minh mối làm cho chúng ta phải khổ đau trong sinh tử là cái ý nghiệp. Mà ý nghiệp thì là cái lăng xăng, cho nên gọi là tâm kia ý mãn. Tâm như là con ngựa, như có ý, con khỉ, cái con ngựa, nó không có kiềm chế được. Mà từ cái không kiềm chế được, cho nên giờ nó dẫn mình đi đủ hết các được. Giờ muốn trở thành một con người thân là phải dừng hết những cái đó. Mình không phải nhiều thứ, mà chắc nhiều thứ là mình có phải là lầm lẫn không? Những cái buồn thương giận ghét nó chỉ là một cái một chặn một quãng thôi, rồi nó mất, nó không còn lại. Mà cái đó cho là mình thì sao? Có lầm lẫn hay không? Đó, và cái lầm lẫn này là lớn lao vô kể. Từ cái lầm lẫn đó mà chúng ta cả ngày sống với cái tạm bợ của tâm điên đảo. Cái này nghĩ chưa xong, cái kia liên tục, không có giống lúc nào hết. Cho nên người tu theo Phật là phải dừng cái tâm nghĩ đó, lặng nó lại. Chừng nào nó lặng hết rồi, chừng đó mới thấy được cái thật của chính mình. Mà thấy được cái thật của chính mình, nhà Phật gọi là ngộ đạo. Đơn giản vậy. Như vậy đạo ở đâu? Sanh ra ngàn năm truyền phổ nguyện á, bình thường tâm thị đạo. Cái tâm bình thường đó là đạo. Còn cái tâm mình bây giờ thuộc cái tâm gì? Những cái điều kiện mình tâm gì? Tâm bất bình thường. Thấy cái này dễ cái kia tung vậy đó, đâu có bình thường. Mà có nhiều khi quý vị thấy mình giống người điên không? Đường đi một mình không có ai hết, nghĩ cái này cái nó làm thầm, nghĩ cái kia cái nó làm thầm. Mà mình thấy người mà nào đi mà đường mà nó nhảm nhảm một mình đó, thì nói người đó là sao? Mình điên. Mà mình cũng cứ nó làm thầm hoài, không phải điên là gì. Cho nên cái đó là cái bất bình thường, mà chúng ta nhận cái bất bình thường vào mình. Cho nên là mình điên đảo, cái Phật vỡ, chúng sinh điên đảo đó, phải không? Mà mình đâu có biết điên đảo tại chỗ nào. Bây giờ đi sâu rồi quý vị mới thấy cái điên đảo của mình từ cái gốc đó không được bình thường. Có khi nằm xuống định ngủ, không nói chuyện ngủ đâu, cứ nghĩ chuyện tiếp tục. Mà nhiều khi là bắt đầu bắt cán khó ngủ quá, phải không? Cái chuyện không đáng. Rồi đang đi
thì chị ở đâu cũng bay về, cũng đáp vô, làm cho mình nghĩ suy hoài, cái đầu không được rảnh. Đó, như vậy là tại vì mình sống với cái mức bình thường. Bây giờ chỉ cần trở lại cái tâm bình thường và thấy đạo. Cho nên bắt phải ngồi yên, nó xuống, rồi theo cái thở vô ra, để dừng cái bất bình thường đó, cái gì lạ hết. Phải không? Dừng cái bất bình thường đó, thì cái bất bình thường đó nó lặng được rồi, thì cái bình thường tâm nó hiện ra, thì đó là thấy đạo. Đơn giản làm sao? Mà có dễ hiểu không? Dễ hiểu đó mà lặng được. Phải không? Thì niệm Phật cũng vậy, em niệm là thấy chiếc tâm bất loạn thì nó có thấy bình thường đó chứ cái gì. Như vậy thì không có khác, chỉ là phương tiện dùng khác thôi. Bởi vì thì chỉ thẳng nhìn lại cái tâm mình, bởi vì dùng thôi niệm Phật để đè nó, phải không? Nó khác cái chỗ đó. Vì vậy mà tu Phật là mình phải hiểu cho trường tạng tạo gốc thì cái đạo nó mới hiện tiền. Còn mình tu mà cứ mong mà cũng mà có bước này kia thì chắc được nhiều sẽ đi đâu, chỉ là quay trời, phải không? Mà trong nhà Phật là không thích cho mình đi quay trời. Tại sao vậy? Bởi vì lên đó mà hưởng không mà hết thù, mà muốn gì được lấy đâu có tu, thì như vậy hưởng hết thứ là tụt xuống nữa mất công quá, phải không? Cho nên Phật không muốn cho mình lên trời. Thì bây giờ quý vị thấy ai mà giàu quá, sang quá thì người đó tu được không? Tu không được, chỉ có tung trung như mình đủ ăn, đủ mặc, duy dẫn chút thì được thì người đó dễ tu. Chứ còn giàu quá là tu không được, thì lên cả trời cũng sướng hơn nữa thì làm sao mà tu. Chỉ là hưởng không rồi tới mấy trăm năm đó là hết cứ tụ xuống uổng một đời. Còn ở thế gian này tuy nó khổ nhưng mà lâu lâu cũng có cái vui, vui lâu lâu cũng gặp cái khổ, tỉnh. Đời này nó phải là phần vui đâu, nó có những cái khổ để cho mình dễ thức tỉnh, dễ thức tỉnh cho nên dễ tu. Nên Phật chưa giả sử đời này chưa có được giác ngộ giải thoát thì cũng nguyện đời sau làm người gặp Phật pháp tu nữa, chứ không bảo mình quay trời nên sẽ ở hoài lâu quá uổng thời gian, phải không? Ở đây có vui có khổ dễ tu. Hiểu vậy thì quý vị mới thấy đừng có đòi hỏi sung sướng quá, đừng có hỏi đòi hỏi toại nguyện quá, không tu được. Vừa phải đó, có khi vui có khi cũng hơi bực bội chút chút, rồi dễ thức tỉnh dễ tu. Như vậy thì tới chỗ mà muốn ra khỏi sinh tử thì phải dừng cái tâm tạo nghiệp. Tạo nghiệp lành, tạo nghiệp dữ để cái nghiệp lại. Cho nên ở trong nhà thiền, quý vị nhớ được Tổ Huệ Năng. Khi mà được pháp ở ngũ tổ rồi, Ngài đi về phương Nam, thì được ngũ tổ trao cho y bát. Mà lúc đó Ngài còn cư sĩ, chưa có cạo tóc, mà được y bát của tổ thì mấy thầy ở chùa lâu có nổi nóng rồi, nổi nóng cho nên mới đuổi theo thì giật lại. Cái gì Phật y bát là cái của quý trong đạo mà giao cho ông cư sĩ, mà ông cư sĩ nhốt nữa thì làm sao mình hài lòng, cho nên rồi đuổi theo để cướp lại. Nhưng mà khi mà đuổi theo gặp rồi thì cái ông Huệ Vinh á, ổng đuổi theo kịp, thấy y bát để trên bàn thạch. Thì lục tổ này nói rằng y bát là cái biểu chứng của tổ để cho mọi người tin là thực sự, chứ không phải là cái thật mà dành việc chi thôi, ai muốn dành để lại. Ngài để lại ở ngoài, Ngài chui bụi và trốn. Thì Huệ Minh đuổi theo gặp y bác mình quay, nhảy xuống ôm, ôm lên ôm không nổi. Cái quảng hốt nó biết đây có cái gì mồ nhiệm. Rồi ông ấy kêu hành giả tức là tiên sĩ ấy,
Cư sĩ, tôi tới đây không phải vì y bá mà vì pháp. Thì lúc đó trong buổi vui ra nói, nếu ông vì pháp thì ta sẽ nói cho nghe. Thế rồi lục tổ bảo ông đứng yên lặng dây lâu, ta sẽ nói. Thì ngài Vĩnh Minh ngài đứng yên lặng một lúc, thì tổ liền hỏi: không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của Thượng Bảo Minh? Câu đó thôi. Cái ngài Vĩnh Minh ngộ đạo. Thì quý vị thấy không nghĩ thiện, không nghĩ ác là giúp được cái tâm tạo nghiệp. Mà hết tâm tạo nghiệp thì cái đó là cái bản lai diện mục của mình trước đó, là tức là cái mặt thật xưa nay của mỗi người. Như vậy thì thấy người học đạo tu hành muốn được giải thoát là phải đi tới chỗ đó. Như vậy thì quý vị hiểu ba cái trọng điểm nữa chưa? À, tất cả tu hành, đây là tôi tóm tắt cho quý vị thấy. À, từ cái điểm thứ nhất là nhân đó không cho chúng ta xuống địa ngục, đó là cái lòng từ muốn cho chúng ta được an vui, rồi chỉ chúng ta phương pháp tiến lên các cõi lành ở trên đó, rồi chỉ cho chúng ta dừng hết cái mốc sanh tử, thì có phải là Phật đem lại sự an vui cho tất cả chúng ta hay không? Phật cứu khổ là cứu như vậy đó, cứu từ cái khổ ba đường ác, rồi cứu cái khổ sanh tử luân hồi, chứ không phải cứu những cái khổ thường mà thế gian thấy. Bởi vậy nên người ta nhìn qua ta ít thấy đạo Phật làm cái gì mà thực tế, mà nói chuyện gì tu hành ở đâu đâu, mà sự thực hết sức là thực tế, nắm thẳng cái gốc, cái cội nguồn tạo thành đau khổ. Phật bảo mình đừng giữ cho mình, đừng có rơi, đừng có đọa, rồi kêu mình tiến lên, cuối cùng dạy mình ra khỏi dòng sinh tử. Đó là cái trọng tâm chủ yếu của đạo Phật. Như vậy thì quý vị hiểu chưa, nắm vững chưa, mà tu được chưa? Hiểu thì hiểu, nắm vững mà tu chưa được. Thì nói tu chưa được thì tôi cũng nhắc thêm một câu nữa: nếu chưa được thì ráng tu cho được, chứ đừng gì lẽ nó tu không được thì thả tôi luôn, phải không? À, phải nhớ cái câu đó: tu không được thì ráng tu cho được, chứ đừng duyên cớ rồi bỏ thả tôi luôn, uổng đi một đời đáng thương. Thôi ở đây nghe đi. Nhiều Phật tử hỏi mà bây giờ bữa nay tôi hơi mệt, nói như cũng khá đủ rồi, thôi để lát nữa làm lễ quy y, chứ nếu trả lời lát nữa quy y hết nổi. Quý vị chắp tay hồi hướng chúng tôi: nguyện tâm đức này trước khi bữa lễ truyền vào tâm y ngũ giới,
không bao giờ ngày không bao giờ xuất hiện làm được tiếng la bồng tiếng la thích la ca mâu nam mô phật bồng thế Thank you.